Desetu thamang anukam bimang bacang satham erin vinayang chakai yang dang api tham macamang ako tayato satu sakya dang dang papo taneye parisa jamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành lưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tịch rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu lược tri tri dạng còn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ sa thú lành thai. Kính cảm ơn Thích Trần Đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Dạ cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con tiếp tục học bài học vừa rồi, sư bị cúp điện nên là chúng con mới nghe thôi, mới nghe dạo thôi. Dạ, bài tứ lậu, sá quá. Dạ, con sư và đạo tràng có nghe được âm thanh của con chưa bạch sư? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, không biết sư có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ sa thú lành thai. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Không biết bạn có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng tôi giảng lại về phần tương tập yêu hiệp, đó là cái phần đầu tiên bất thiện yêu hiệp ác cú sa phát. Ở trong cái phần bất thiện yêu hiệp này thì nó có chín cái đề tài thuộc về bất thiện. Thứ nhất là tứ lậu, thứ hai là tứ bọc, và tứ bọc tứ phối, và tứ bọc tứ phối rồi tứ phường, tứ thủ vân vân. Nó rất là nhiều ở trong cái phần bất thiện này, cũng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta ráng tranh thủ thời gian để học về tứ lậu trước thôi. Vậy thì để bắt đầu vào thời giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thangvaramuttamahang buddhang cha dhammang cha bhagavanammi sanghang. Thì tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính thưa quý vị, đối với cái pháp tứ lậu sao quá, vậy thì lậu hay là lậu hoặc
Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái phiền não nó ngâm tẩm, là nó làm cho chúng ta bị biến chất, là có nghĩa là nó làm cho chúng ta ngâm tẩm ở trong những cái bất thiện pháp. Do đó mình không có phát triển được, là chúng ta không có phát triển được là cái trí tuệ của chúng ta. Cái lậu này đó thì nó có rất là có rất là nhiều nghĩa. Thí dụ như là những gì mà nó chảy ra, hoặc là có vị thì có ngài trưởng lão thì các ngài nói là nó giống như là cái chất sai, là cái chất sai mà nó được thấm ra từ những cái bông hoa, là giống như là những cái chất áp hiện vậy đó. Nhưng mà dù cho các ngài có giải thích như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi. Asawa, Asawa có nghĩa là rơi rớt và thấm đình, là rơi rớt và thấm đình. Mà chúng tôi muốn quý vị hiểu về nhớ về cái ý, hai cái ý nghĩa này. Rơi rớt ấy, có nghĩa là khi mà chúng ta bị những cái pháp lậu nó sanh lên, nó làm cho chúng ta rơi rớt ở trong cái khổ dục giới, làm cho chúng ta bị rơi rớt ở trong cái cõi sắc giới, làm cho chúng ta bị rơi rớt ở cái cõi vô sắc đó. Hoặc là thấm định, có nghĩa là thấm định có nghĩa là giống như là cái gì mà nó thấm rồi nó tuôn chảy ra, nó thấm rồi nó tuôn chảy ra. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bị vướng vào những cái lậu này, thì những cái lậu này nó sẽ làm cho chúng ta thấm định ra ở trong cái cõi người, cõi khổ, cõi trời đó. Thành ra do vậy đó mà chúng ta chỉ cần nhớ hai nghĩa, hai cái ý nghĩa sắc hóa, có nghĩa là rơi rớt và thấm rình, rơi rớt và thấm rình sắc hóa lậu hoặc. Vậy thì chúng ta có thể là quý vị đánh lên sắc hóa lậu hoặc, rồi lậu hoặc có nghĩa là thấm rình hay là rơi rớt. Đó, thấm định hay là rơi rớt. Ở trong cái pháp lậu này đó, thật ra đó, thì nó làm cho chúng sanh sẽ bị ngâm tẩm, hoặc là nó chìm đắm trong cái vòng sanh tử luân hồi này, coi như là nó không hề dứt, nó không hề dứt. Thì khi nào mà chúng ta đạt đến cái bậc mà gọi là khi na sát quá, khi na sát quá cũng là bậc lậu tận, bậc lậu tận, hay là chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta tạo phước rồi á, chúng ta nguyện là coi như là a sát quá ca vô quá hằng hô tú anna ngáp tê ca lê, có nghĩa là chúng ta nguyện đoạn tận được tất cả lậu hoặc trong ngày vị lai. Ở trong cái thời gian này thì quý vị sau khi mà mình làm phước rồi, mình ít có nguyện là tại sao? Tại vì có một cái thời gian dài, khi mà thông tin ở trên mạng hoặc là mọi người người ta đi chùa nhiều, rồi nhóm này thì nói nguyện như vậy không có đúng. Y đăng mê buôn nhân sắc quốc có vô quá hăng hô tú á năng gá tê ca lê, có nghĩa là người ta nói rằng mình nguyện á năng gá tê ca lê đó, là ở trong cái ngày vị lai nó còn luân hồi, nó còn luân hồi dài đó. Thì thật sự ra đó, có nhiều người người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng Anagate Kale, Kale, người ta nghĩ rằng ở trong thời vị lai là còn xa. Nhưng mà thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng vừa rồi đó, chúng ta đã học cảnh hiện tại, cảnh quá khứ, cảnh vị lai. Những gì đã qua là quá khứ,
những gì đang hiện hữu là hiện tại, những gì sẽ xảy ra là tương lai. Thì sau khi mà chúng ta nguyện rồi đó, thì qua cái thờ đó rồi đó, thì nó sẽ thờ vị lai, nó sẽ sanh ra đó. Thành ra đó, chắc gì ngay trong hiện tại này mà chúng ta chứng đắc đạo quả không? Chắc gì không? Không có chắc, chưa có chắc được cái điều đó. Thành ra nó có những nhóm đó, người ta nói rằng là không có nên nguyện trong ngày vị lai, do cái sự phước báo này mà đoạn tận lậu hoặc trong ngày vị lai. Rồi cái nhóm này thì nói rằng cái lời nguyện này đúng, cái lời nguyện kia nó cao siêu hơn rồi này kia. Rồi cuối cùng thì quý vị thấy rằng trong thời gian này là coi như là không có ai nguyện nữa hết. Nhưng mà hồi trước chúng tôi học ở trong chùa Siêu Lý Vĩnh Long, thì sau khi mà tạo phước gì rồi đó, hoặc là cúng, hoặc là tụng kinh thành thiền sau cái thờ đó rồi á, thì đều có cái sự nguyện hết. Ý đăng mê buôn nhân a sa quắc kha vô quá hằng hồ tu a nan ca lê ga tỳ ca lê đó. Thì coi như là sau khi cái căn bản của chúng ta là như vậy, cái căn bản của chúng ta là như vậy, khi mà chúng ta tạo phước gì rồi, chúng ta đều có cái sự ước nguyện. Thành ra đó, những người nào mà có học căn bản ở trong thờ đó rồi đó, thì coi như là sau khi mình làm phước gì rồi, mình cũng có cái nguyện như vậy hết á quý vị. Còn những người mà học những cái cao hơn á, những cái sách cao hơn rồi đó, thì coi như là chê rằng cái điều nguyện này nó ở trong ngày vị lai, thành ra nó còn xa quá, thành ra biết rồi không có nguyện đó. Còn ai mà học căn bản đó, ai học căn bản đó, thì coi như là những người đó vẫn nhớ cái câu nguyện a sa quắc kha gia quá hằng hô túc a nan ga tê ca lê, là đều nhớ cái câu là a sa quắc kha gia chấm dứt ô nhiễm, hay là khi na sa quắc là bậc lậu tận. Ai mà có học căn bản, ai mà học những cái sách mà căn bản đó, thì đều nhớ cái lời nguyện. Còn ai mà học mà những cái sách mà cao á, thì thành ra cái điều đó nó làm cho sau này quý vị thấy rằng nó giống như dần dần nó sẽ bị mất gốc, dần dần nó sẽ bị mất gốc. Thành ra đó, bây giờ á, quý vị nên nhớ rằng qua cái thời khắc hiện tại là đến cái thời khắc tương lai. Thành ra chúng ta nguyện do sự phước báo này chấm dứt sự sanh tử luân hồi, hay là đoạn tận lậu hoặc trong ngày vị lai. Trong ngày vị lai thì ngày mai phải là ngày vị lai không? Nó không có gì hết á, nhưng mà làm cho chúng ta cái gì quý vị? Làm cho chúng ta nhớ, chúng ta tạo phước để chi? Tạo phước này để nguyện đoạn tận được lậu hoặc, chứ không phải là tạo phước để chơi, không phải là để tạo phước giống như mọi người người ta tạo phước rồi mình cũng học theo mình tạo phước. Cái lời nguyện này nhắc nhở thật sự ra mình nguyện trong ngày vị lai, không biết ngày vị lai đắc được đạo quả hay không, đoạn tận lậu hoặc hay không, hay là chờ đến 8 Đức Phật nữa ra đời, mình Đức Phật thứ 8 rồi mình mới đắc được đạo quả đó. Thì coi như là đâu phải là mình nguyện ở trong ngày vị lai, hoặc là ngày mai, hoặc là ngay trong hiện tại này là chấm dứt đâu, không phải. Nhưng mà chúng ta nhớ cái lời nguyện này là để chi? Để nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi tu tập, dù cho cái phước nhỏ phước lớn gì đó, dù cho là lễ bái một cái câu kệ ngôn, lễ bái một cái ân đức của Tam Bảo, của Đức Phật gì đó, chúng ta cũng có cái lời nguyện để mà đoạn tận lậu hoặc đó. Chứ chúng ta đừng có chấp vào là ngày vị lai là còn xa hơn, ngày vị lai là còn xa hơn, thì chúng ta chấp vào cái điều đó không được. Bây giờ trở lại với cái bài học đó, thì chúng ta nên nhớ là a sa quắc là lậu hoặc, mà lậu hoặc á có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấm rịnh và rơi rớt. Nếu mà người nào hỏi thấm rịnh gì, thấm rịnh là gì, có nghĩa là giống như là những cái gì mà nó được chui ra, những cái gì mà nó được chui ra từ cái
từ cái một cái cảnh giới nào đó thì gọi là thấm định đó. Thì cũng vậy, do chúng ta tạo bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp gì đó, chúng ta chui ra đâu, chui ra cõi người, từ cõi người chui ra cõi người, từ cõi người chui ra ở cõi khổ, từ cõi khổ chui ra cõi người, hoặc là từ cõi người chui ra cõi trời, vân vân. Thấm định là như vậy. Còn rơi rớt có nghĩa là gì? Có nghĩa là rơi rớt ở trong tâm giới này, sanh ra ở trong cõi khổ, cõi vui, cõi vui dục giới, cõi vui sắc giới, vân vân. Đó là coi như là chúng ta bị rơi rớt đó. Vậy thì rơi rớt này là do đâu? Thứ nhất là do dục lậu kama xá quá, thứ hai là do hữu lậu phá hoa xá quá, thứ ba là kiến lậu tiếp tha xá quá, thứ tư là vô minh lậu áo quýt cha xá quá. Đó là bốn cái lậu hoặc này, nó sẽ dẫn dắt chúng ta tái sanh nơi này nơi kia, rơi rớt chỗ này chỗ kia trong tam giới hoặc là trong ba nẻo sáu đường đó. Sáu đường có nghĩa là bốn cõi khổ, cõi người và cõi trời, cõi vui, cõi trời đó. Thì thường thường chúng ta nghe nói tắt cái điều đó là như vậy. Đầu tiên là dục lậu kama xá quá. Kama xá quá cái này là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chúng ta đó chúng ta bị cái sự mà ô nhiễm, nhiễm đắm đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Mà chúng ta nhìn những cái cảnh này, chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy thích ý, thành ra nó từ đó nó khởi lên những cái dục lậu đó. Thì ai mà bị rơi vào những cái sự mà hài lòng, những cái sự thích ý, những cái sự nhiễm đắm, thì cái người đó sẽ khởi lên dục lậu. Mà hễ mà dục lậu này đó, nó sẽ làm cho mình sao quý vị? Nó làm cho mình mong muốn, rồi tham liếng, rồi ái nhiễm, vân vân. Thành ra nó được gọi là dục lậu đó. Rồi dục lậu này á thì nó phát sanh ở đâu? Dục lậu này nó phát sanh ở đâu? Nó sanh ở trong tám tâm tham. Tám tâm tham có nghĩa là tâm sở tham, mà nó sanh ở trong tám tâm tham đó. Dục lậu là như vậy đó. Bây giờ đó, hỏi dục lậu là có nghĩa gì? Dục có nghĩa là mình bị đắm nhiễm với các cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, là chúng ta bị đắm nhiễm với các cảnh. Vậy thì cái chi pháp của dục lậu là gì? Tâm sở tham mà nó sanh ở trong tám tâm tham. Khi mà đối với cái tâm của chúng ta nó diễn tiến trong cái dòng tâm thức đó, coi như là lúc đó nó bị dính mắc với cảnh này cảnh kia đó. Vậy thì cho đến khi nào mà chúng ta đó đắc được tam đạo, khi nào mà chúng ta đắc được tam đạo như vậy, có đắc được a na hàm anagami đó, chúng ta đắc được một cái tầng thánh thứ ba, bậc thánh a na hàm á, thì lúc đó chúng ta mới diệt được cái dục lậu này. Đó. Còn khi nào mà chúng ta chưa đắc được đến cái tầng thánh thứ ba này là chúng ta vẫn còn bị dục lậu nó chi phối đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà đắc a na hàm rồi đó, nếu mà có sanh về cõi trời, sanh về cõi trời sắc giới đó, đắc a na hàm là sẽ sanh về cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới tuy rằng có những cái cảnh, ví dụ như là bảo tọa, hoặc là quan, hoặc là cây như ý, vườn thượng quyển, vân vân, nhưng mà các ngài chỉ hưởng vậy thôi, chứ các ngài không có bị đắm nhiễm giống như chúng ta. Các ngài không có bị đắm nhiễm ở trong những cái cảnh đó.
Còn đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta đó, bây giờ đó, là chúng ta có một chút gì đó, chúng ta cũng nắm nhiễm với một chút gì đó, nhưng mà chỉ có khác nhau cái chỗ như vậy, cái người đó đắm nhiễm thô hay là đắm nhiễm tế thôi. Đó giống như là chúng ta thấy, chứ thí dụ bây giờ chúng ta thấy một cái nhà đẹp đi, một cái chỗ ngồi đẹp đi, thì chúng ta do có tu tập, chúng ta cũng áp chế được một chút gì tham đó, có nghĩa là mình cũng thích ở trong cái ý của mình, nhưng mà không có đến nỗi mà nhảy lên vui mừng. Đó quý vị thấy rằng ở trên mạng, quý vị biết rằng ở trên mạng đó thì lâu lâu chúng tôi cũng coi có những cái cặp vợ chồng sau khi mà đám cưới xong rồi đó, thì người ta khui heo, khui bao thư đồ ra này kia đó, rồi người ta thấy tiền ở trong đó, rồi hai người bắt đầu là coi như là vỗ tay rồi nó mừng, mừng cũng như là quá khích, mừng nó quá khích. Thì thật sự ra không phải là chúng tôi đem cái chuyện này ra chúng tôi nói xấu, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng đối với phàm phu của chúng ta thì ai cũng có cái dục lậu này hết, nhưng mà có người á thì nó hơi thô, có nghĩa là thí dụ như mình thấy cái gì mà mình sanh được mà nó vừa ý thích ý mình đó, thì mình mừng rỡ, mình vỗ tay hoặc là mình cười lớn lên, vân vân. Rồi thí dụ như đối với những người lớn, thí dụ như là cha mẹ mình đi, cha mẹ mình thấy những cái điều đó đi, thì người ta cũng khởi lên cái tiểu vị, cũng khởi lên cái dục lậu, cái tham đó, nhưng mà nó vi tế hơn, có nghĩa là nó khởi mình như là mình mừng cho con cháu của mình, mình mừng cho con cháu của mình, chứ không phải như những người mà còn nhỏ, cái tâm của người ta bị đắm nhiễm ở trong đó. Đó vậy thì đối với những vị mà ở cõi Phạm Thiên đó, là những cái vị mà ở cõi Phạm Thiên đó, thì quý vị thấy rằng do đã đoạn tận được dục lậu này rồi, các vị sanh lên ở trên đó vẫn có bảo tọa, vẫn có những cái tòa lâu đài, vẫn có những cái cây như ý, nhưng mà các vị đó không có bị đắm nhiễm, không có bị đắm nhiễm với những cái điều đó. Rồi vậy thì ở trong cái phần dục lậu này đó, chúng ta chỉ cần nắm vững cái chỗ này thôi. Dục lậu có nghĩa là gì? Kama xá quá có nghĩa là đắm nhiễm ở trong các cảnh, sự đắm nhiễm ở trong các cảnh. Chi pháp của dục lậu, tâm sở tham sanh ở trong tám tâm tham, tâm sở tham sanh ở trong tám tâm tham đó. Rồi vậy là chúng ta bước qua phần hủ lậu, chúng ta bước qua phần hủ lậu. Hủ lậu ở đây có nghĩa là gì? Cái sự tham muốn khát ái đối với cái sự hiện hữu của kiếp sống này hoặc là của kiếp sống khác. Và đối với cái hữu lậu này đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là nó có nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hành động nó sẽ cho quả khác thời gian, có nghĩa là những cái hành động nó sẽ cho quả ở cái thời gian sau khi mình làm, thì như vậy gọi là nghiệp hữu. Còn sanh hữu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cảnh giới mình đang sinh sống ở cảnh giới này, hoặc là những cái cảnh giới tái sanh ở trong tương lai đó, những cái cảnh giới tái sanh ở trong tương lai. Thì đối với cái hủ lậu này á, nó cũng do những cái hạt giống nghiệp mà nó tạo ra, mà nghiệp ở đây á, thì chính là cái điều mà trọng yếu nhất là do cái tâm ha, có nghĩa là cái tham ái đó nó đưa chúng ta vào cái cảnh tái sanh mới, bất kỳ cái cảnh giới nào, bất kỳ cái cảnh giới nào cũng được gọi là hủ lậu. Có nghĩa là nếu mà chúng ta còn dính mắc với một cái hủ nào đó, chúng ta còn dính mắc với cái sự tái sanh nào đó, tái sanh lại giàu sang, tái sanh cõi trời vân vân, thì điều dướng vào cái gọi là cái pháp hủ lậu. Vậy thì hủ lậu ở đây á, có nghĩa là tâm sở tham trong bốn tâm tham không có hợp với tà kiến.
Đó, chúng ta nắm vững cái chỗ này. Cái chi pháp của hữu lậu là tâm sở tham mà sanh ở trong bốn tâm ly tà, sanh ở trong bốn tâm đà. Thì đối với cái hữu lậu này đó, là tại sao mà nó không có sanh ở trong những cái tâm mà nó hợp với tà kiến? Có nghĩa là do mình đã thích thú, mình đã biết cái cảnh giới đó, mình dính mắc với cảnh giới đang hiện hữu hay là cái cảnh giới ở trong tương lai. Đó là chúng ta rõ biết như vậy, chứ chúng ta không có cái sự nghĩ sai. Thì vậy thì đối với hữu lậu á, thì khi mà mình ước mà mình tái sanh về cái cõi trời á, thì coi như là mình cũng vướng vào cái hữu lậu đó. Vậy thì cái hữu lậu này chúng ta nên nhớ rằng là cũng chi pháp, cũng là tâm sở tham mà sanh ở trong bốn cái tâm tham ni tà. Ở đây thì sẵn cái điều này là chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị nghe. Đối với cái hữu là phá quá xá quá, có nghĩa là phá quá cộng với a xá quá, vậy thì phá quá có nghĩa là hữu, là a xá quá đó có nghĩa là lậu đó. Vậy thì cái phá quá này đó, nếu mà chúng ta tính theo nghiệp hữu á, thì nó có 29 cái nghiệp hữu. 29 cái nghiệp hữu là cái nào? 29 nghiệp hữu là cái nào? Có nghĩa là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này nó đưa mình đi đi khổ cảnh rồi được, thành ra nó trở thành nghiệp hữu. Đó. 12 tâm bất thiện nó cũng là nghiệp hữu. 8 tâm thiện dục giới cũng là nghiệp hữu. 8 tâm thiện dục giới nha. Cũng là nghiệp hữu. 9 nghiệp thiện đáo đại. 9 nghiệp thiện đáo đại cũng là nghiệp hữu. Đó, thì vậy thì chúng ta cộng lại chúng ta có 12 8 là 20 nghiệp thiện đáo đại. Vậy thì 9 nghiệp thiện đáo đại có nghĩa là 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc. Đó, chúng ta đó là cái đó gọi là 29 nghiệp hữu. Đó. Rồi còn vậy thì 29 nghiệp hữu này đó nó đưa chúng ta đi đâu quý vị? Nó đưa chúng ta đi đủ luôn, đi đủ 31 cõi luôn. 29 nghiệp hữu này với nhau quý vị, nó đưa chúng ta đi đủ 31 cõi luôn. Dạ. Rồi đối với cái hữu này đó, tại vì khi mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì cái chữ hữu này khi mà nhắc đến đó, nó được nói đến nhiều lắm quý vị. Thành ra sẵn nhân cái dịp này chúng ta học về hữu lậu, thì chúng tôi cái gì mà nó liên quan đến chữ hữu á là chúng tôi đem ra chúng tôi chia sẻ với quý vị hết. Ở trong hữu á thì khi mà nói mà chúng ta thấy rằng nói về giới quốc á thì nó có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó, chúng ta thấy rằng cái chữ hữu này nó được chia rất là nhiều, thì hồi nãy á, mình nói về những cái nghiệp hữu, còn có những cái chỗ khác thì sẽ nói dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó, thì nó cũng là những cái cảnh giới mà chúng sanh có mặt, hoặc là những cái cảnh giới mà chúng sanh sẽ tái sanh ở nơi đó. Thành ra đó, nếu mà tái sanh ở trong cõi dục thì lúc đó gọi là dục hữu, tái sanh ở cõi sắc thì gọi là sắc hữu, tái sanh ở cõi vô sắc gọi là vô sắc hữu. Đó, còn nếu mà chúng ta mà phân theo quẩn thì
hủ á, được phân theo quẩn á, là có gì, có ngũ quẩn hủ. Là ngũ quẩn hủ có nghĩa là, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là những cái cảnh giới, là những cái cảnh giới ở cái cõi 11 là cõi dục giới, 15 là cõi vô sắc mà hữu tưởng, là đó thì ở trong cái phần này á, được xếp lại theo ngũ quẩn hủ. Ở trong đây á, thì những cái điều này á, tại vì nó hơi khó, nó hơi khó hiểu, nhưng mà do nó liên quan đến cái chữ hủ, là nó liên quan đến chữ hủ, thì những cái gì mà nó có ở trong kinh điển thì chúng tôi tập hợp lại, chúng tôi chia sẻ ra cho quý vị, để mai mốt mà chúng ta lỡ chúng ta nghe nói ngũ quẩn hủ á, là ngũ quẩn hủ, thì coi như là lúc đó chúng ta hơi thắc mắc, nghĩ rằng giống như là có như hồi lúc trước á, chúng tôi học á, chúng tôi nghĩ là chắc sách nó in sai, sách cái người in sách á, họ in sai, nhưng mà thật sự ra thì không phải. Có ngũ quẩn hủ. Ngũ quẩn hủ là có nghĩa là cái gì quý vị? Nói về những cái cảnh giới, những cái cảnh giới, cái nơi chốn mà có đầy đủ ngũ quẩn. Thì đối với 16, 11 khỏi dục giới, 11 khỏi dục giới á, thì đủ ngũ quẩn, đủ ngũ quẩn hết quý vị. Rồi thì chúng ta có 16 cõi trời là sắc giới, nhưng mà chúng ta trừ ra cái cõi mà vô tưởng, chúng ta trừ ra cái cõi vô tưởng, thành ra đó còn lại 15 cõi sắc giới hữu tưởng, nó cũng đều đủ ngũ quẩn đó. Thành ra ở trong cái nhóm này gọi là ngũ quẩn hủ. Rồi nhất quẩn hủ á, nhất quẩn hủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái cảnh giới đó có một quẩn có một quẩn, đó là sắc quẩn, đó là sắc quẩn. Những người nào mà sanh ở cái cõi mà nhất quẩn hủ là như thế nào? Nhất quẩn hủ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái vị đó là một cái vị đó, khi mà họ nhàm chán, họ nhàm chán cái tâm của mình, thí dụ như là khi mà cái vị mà tu tập mà chứng đắc được ngũ thiền rồi, khi mà chứng đắc ngũ thiền rồi á, thì cái vị đó mới quán xét cái đời sống này, do mình có con mắt, do mình có lỗ tai, do mình có cái lưỡi, cái mũi, vân vân, cái thân, thành ra mình bị đau, bị bệnh như vậy, thành ra cái vị đó nhàm chán ở trong sắc, thành ra cái vị đó cố gắng tu tập để mà sanh về cái cõi vô sắc, cái cõi mà không có sắc nữa. Tại vì mình thấy do có cái sắc này nó bị phiền tối, do cái sắc này thành ra mình bị phiền tối vậy, thành ra mình mong sao mình tu tập mà để mà sanh về cái cảnh giới mà không có sắc nữa, thì như vậy á, thì sanh cái cảnh giới của chúng ta có năm quẩn, chúng ta có năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Vậy thì chúng ta sanh về cái cõi mà vô sắc, sanh về cái cõi vô sắc thì như thế nào quý vị? Thì còn lại mấy quẩn? Chúng ta có sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn Vậy thì chúng ta nhàm chán ở trong sắc, chúng ta sanh tu tập, sanh về cái cõi vô sắc, thì chúng ta còn mấy quẩn? Chúng ta còn mấy quẩn quý vị? Chúng ta còn mấy quẩn? Còn một quẩn. Còn bảy. Sao còn một quẩn được? Bây giờ chúng ta ở trong cái cõi dục giới này, chúng ta có đầy đủ ngũ quẩn. Còn bốn quẩn. Vậy thì chúng ta sanh lên cái cõi vô sắc đó, còn một cái tên gọi là, tên gọi khác là cái gì? Là quẩn cõi. Vậy thì ở trong cái bài học này mình đang học là tứ quẩn hủ, hoặc là vô sắc hủ, vô sắc hủ đó. Đó, vậy thì chúng ta đã hiểu được dục hủ và sắc hủ và vô sắc hủ. Vô sắc hủ, hủ.
đó, thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái chữ hữu này á, nó phân ra theo phân ra được nhiều lắm nha. Rồi à, dạ, khi mà nói mà hữu á, mà được phân theo tưởng nữa là mới ghê nữa quý vị. Hữu á, ngay cái chỗ cái chữ hữu này nè, mà được phân theo tưởng á, là chúng ta thấy rằng á, nó có, cũng có ba, là hữu tưởng quẩn và vô tưởng hữu và phi tưởng, phi tưởng hữu. Vậy thì như thế nào mà được gọi là hữu tưởng hữu? À, như thế nào mà được gọi là hữu tưởng hữu quý vị? Có nghĩa là chỉ cho 29 cõi, chỉ hữu tưởng hữu là chỉ cho 29 cõi, 11 cõi dục, 15 cõi sắc hữu tưởng và 3 cõi vô sắc, trừ ra phi tưởng, phi tưởng xứ. Đó quý vị thấy nè, cũng trong 31 cõi, cũng trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà khi có khi thì phân vậy, có khi thì phân như thế kia, nhưng mà cái đáp số của nó vẫn đồng. Cái đáp số của nó vẫn đồng quý vị. Thành ra đó, chúng ta học những cái điều này để chi? Để cho cái tâm của chúng ta giống như là cái miếng da mà nó được ngâm dầu, ngâm nước rồi đó, nó mềm mỏng rồi, muốn xiếp cỡ nào cũng được đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những vị sau này ở trong những cái đời sống sau á, mà trí tuệ của người ta nhạy bén là do đời trước đã từng tu tập, đã từng nghe những cái pháp này, đã từng tu tập rồi đó. Thành ra đó, đời sau á, họ có cái duyên vàng, họ nghe pháp, họ dễ hiểu. Cũng như thật sự ra những cái điều này á, chúng tôi cố tình chúng tôi ngồi, chúng tôi phân tích cho quý vị nghe từng chút từng chút. Chứ hồi đó chúng tôi học rồi, hữu được phân theo tưởng là hữu tưởng hữu, rồi vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu, rồi viết vô xong qua cái khác đó. Tự cái đó mình phải chạy đi tìm, tự cái đó mình phải gạch đích ngay chỗ đó, hoặc là phanh tròn ngay chỗ đó, bắt đầu về mở sách lật kiếm. Chứ quý vị biết không, mới đầu mà học Phật pháp á, mà nghe những cái chữ này xong rồi đó, là coi như là giống như là mình bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì người ta nói tẩu hỏa nhập ma là chỗ này nè đó, chứ mình hành thiền á, thì không có tẩu hỏa nhập ma được nè. Chỉ có mình hành thiền tầm bậy á, hành những cái đề mục tầm bậy tầm bạ đó thì mới bị tẩu hỏa nhập ma. Mình học những cái đề mục mà hành thiền mà thí dụ như là trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai đó, thì mình học những cái đề mục tầm bậy tầm bạ đó thì coi như là điên luôn, chứ đừng nói mà tẩu hỏa nhập ma, điên luôn, bỏ ăn bỏ ngủ luôn đó. Tại sao vậy? Tại vì cái hoài nghi càng ngày nó càng mạnh. Mà quý vị biết rằng á, cái cách đó là điên rất sớm, những cái lúc nào mà thuyết giảng về những cái chi pháp mà thuộc về tà kiến, những cái sở hành mà nó sai lệch, những cái điều mà mình hành theo á mà nó dễ phát sanh cái chứng bệnh điên á, là chúng tôi đều nhớ đến những cái đề mục đó. Những cái đề mục này á, không phải là tự động mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đâu. Hồi đó mà chúng tôi mà ở trên núi á, là chúng tôi đã thấy những cái người đó bị điên nữa quý vị. Coi như là tự nhiên người ta tu ở trên núi á, ở trong cốc á, là người ta la lên giống như là người ta gào thét. Quý vị biết rằng á, lúc đó là coi như là không có bác sĩ nào biết được cái nguyên nhân đó. Không có bác sĩ nào biết được cái nguyên nhân. Có những người á, tu một thời gian, tự nhiên là ở trong cốc mà coi như là la gào thét, mà mình nhìn mình thấy rất là tội nghiệp. Mà khi mà nói mời bác sĩ lên á, thì bác sĩ bó tay. Mà thật sự ra đó, những cái điều đó, đó quý vị biết không, cái người mà dạy cái những cái người đó, những cái vị mà dạy những người đó cái pháp môn đó, khi mà người ta phát sanh điên rồi đó thì những người đó lại trốn. Những người đó lại trốn. Hồi đó chúng tôi ở trên núi á, chúng tôi gặp những cái điều này rất là nhiều.
tự nhiên dạy cho người ta cái pháp môn là ngồi ở đó mà đọc lên, chứ ở bên đó không có dùng cái chữ quán gì hết. Cứ ngồi đó đọc, đọc cái câu này lên: trước khi cha mẹ ta chưa sanh ma ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Thì quý vị biết rằng là coi như là chúng tôi gặp những người đó khi mà họ tu theo cái pháp môn đó, một thời gian sau là coi như là họ bỏ ăn, thậm chí mà quý vị biết rằng là nói về cái sự mà vệ sinh á, họ bị nín luôn, họ không đi vệ sinh được luôn. Quý vị thấy cái tâm mình nó ghê lắm, cái tâm mình mà mình rơi vào cái mình rơi vào những cái pháp hành mà nó quá sai lệch, là quý vị biết rằng nó bị tổn thương, mà tổn thương rất là nặng. Rồi cuối cùng cái mà hướng dẫn cái pháp môn đó bỏ chạy, không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với sự thật, thấy người ta bị điên rồi, thấy người ta bị điên rồi, coi như là âm thầm rời khỏi chùa, âm thầm rời khỏi chùa, bỏ đi một thời gian sau này là bắt đầu thấy người ta im lặng rồi mới dám trở về. Thật sự ra thì lúc đó mình trách ai được, nhưng mà nghĩ cho cùng, xét cho kỹ thì quý vị thấy rằng là do những cái người đó, chắc chúng tôi nghĩ rằng là họ gieo cái duyên tà kiến nó nhiều. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, chúng tôi nghĩ rằng những người đó họ gieo cái duyên tà kiến nó nhiều, thành ra đó họ mới gặp những cái vị thầy như vậy. Chứ chúng tôi ở trên đó quý vị biết không, có những người ta thương chúng tôi, người ta muốn dạy cho chúng tôi những cái pháp môn, thí dụ như bấm độn đồ này kia, bấm độn cái đó nó rất là lạ nha quý vị. Thí dụ như bây giờ chúng tôi muốn đi xuống cái nhà của cái người Phật tử đó ở chợ Biên Hòa, cách đây 15 cây số, rồi chúng tôi độn, chúng tôi sẽ biết rằng cái người đó có ở nhà hay không. Cái người thậm chí mà biết cái người đó có ở nhà mà đang ngủ hay là đang thức, có bận công việc hay là đang rảnh. Rồi sau khi mà mình độn, mình biết được rồi người ta có nhà mình mới đến. Thì quý vị biết rằng thật sự ra mới đầu chúng tôi nghe học cái pháp môn đó, chúng tôi thích lắm chứ bộ quý vị, làm sao mà không thích được, làm sao mà không thích được quý vị. Nhưng mà phải ngồi ở đó viết rồi học thuộc rồi luyện nó tùm lum hết á, cái chúng tôi nghĩ nó sao mà nó mất công quá. Mà học xong rồi thì tối ngày cứ đi độn đi coi cho người ta thôi chứ làm gì, chỉ đi độn đi coi thôi cho người ta thôi chứ nó không có gì vui ở trong tâm hết á, nó không có gì vui ở trong tâm á. Thử bây giờ quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ đi, quý vị mà có được cái nghề đó quý vị mà có cái nghề mà bấm độn á, quý vị có nghề bấm độn là quý vị mà muốn đi đến nhà ai tự nhiên quý vị bấm vô mà mình độn vô đúng cung đồ này kia, cái mình biết người ta có nhà, người ta rảnh hay là người ta không rảnh, là cái mình nếu mà người ta rảnh mình đi đến. Thì ví dụ như quý vị có được cái nghề đó thì quý vị làm gì? Thì chúng tôi tự hỏi quý vị hoài, hỏi coi giùm tôi cái vấn đề đó, coi giùm tôi cái vấn đề đó. Thì tối ngày quý vị cứ làm chuyện đó hoài, nó không có cái chất bổ gì mà ở trong nhà. Thì đúng rồi, cái đó ngày xưa những cái tướng cướp những cái trộm mà gọi như là siêu trộm, ngày xưa mà gọi là những cái người mà tướng cướp hoặc là gọi là cái người mà siêu trộm nó là người ta đều biết cái môn này hết, biết cái môn này hết. Mình độn mình biết chủ nhà vắng nhà, mình biết chủ nhà vắng nhà, thành lâu ngày nó phát sanh cái tâm tham, thành ra mình vô mình dọn nhà người ta nó dễ, mình biết mình độ mình thấy đâu không ai ở nhà đâu, thành cái người chủ không có ở nhà đó thì mình đột nhập vô, thành ra hồi xưa người ta mới gọi là bàn môn tả đạo, bàn môn tả đạo đó. Bây giờ trở lại với cái hữu tưởng hữu nó đi xa quá rồi. Hữu tưởng hữu là cũng chỉ cho 11 cõi dục, 15 cõi sắc hữu tưởng, rồi 3 cõi vô sắc
trừ ra cõi phi tưởng, phi vị tưởng xứ đó. Rồi rồi phân theo tưởng thì có vô tưởng hữu nữa, là phân theo tưởng thì có vô tưởng hữu nữa. Vô tưởng hữu á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cho cõi vô tưởng, là chỉ cho cõi vô tưởng thôi. Rồi phi tưởng, phi phi tưởng hữu là chỉ cho cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó. Nó chỉ có như vậy thôi. Vòng nó cũng ở trong 31 cõi à, quý vị cộng qua cộng lại đó à, quý vị cộng qua cộng lại nó cũng nhiêu đó à. Nhưng mà mỗi cái duyên là duyên sự à, thì Đức Phật đã nói lên à, cái điều đó đó. Rồi á, cái điều này là quý vị thấy rằng là thường thường là chúng ta nghe chư tăng giảng nè, mà chúng tôi nhớ là hình như là chắc có lẽ là quý vị nghe mà quý vị không nhớ đâu, mà quý vị nghe không nhớ đâu. Cái chính cái hữu tình cư đó, và chính cái hữu tình cư đó là cái điều này chúng tôi phân tích cho quý vị nghe, chắc quý vị nhớ là chúng tôi phân tích cho quý vị nghe. Còn chính cái loại hữu khác, là chính cái loại hữu khác, cái loại hữu thứ nhất á là thân vị tưởng vị đó. Cái này hồi đó chúng tôi nghe chúng tôi cũng nhức đầu với cái vụ này lắm rồi nha. Thân vị tưởng vị thì trước tiên á là chúng ta nên biết rằng á, cái chữ tưởng này á là nói về tâm tục sinh. À, trước tiên á quý vị nghe cái câu nè, thân vị tưởng vị, có thể là Phật tử Nhật Quỳnh viết ra cái câu này đi. Thân vị tưởng vị, là chữ vị chữ VD nha. Đó, thân vị tưởng vị. Đó, thân vị tưởng vị thì mình nên nhớ cái chữ tưởng này chỉ cho tâm tục sinh. Là chỉ cho tâm tục sinh. Đó, vậy thì thân vị tưởng vị có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái chúng sinh đó có thân hình khác nhau mà cái tâm tục sinh cũng khác nhau. Đó, cái chỗ tưởng đó mở quạt là tâm tục sinh. Đó, là chúng ta nắm ngay cái chỗ này là chúng ta sẽ hiểu đó. Vậy thì khi mà nói đến thân vị tưởng vị có nghĩa là chúng sanh đó có thân hình khác nhau mà cái tưởng cũng khác nhau. Cái tưởng ở đây có nghĩa là thân hình khác nhau, tâm tục sinh cũng khác nhau. Đó, ví như nhân loại là chư thiên dục giới, chư thiên ngạ quỷ. Đó, đó, thành ra chúng ta thấy rằng á, một số chúng sanh ngạ quỷ cũng tục sanh là bằng tâm quả à, nhị nhân, hoặc là có một số à, chúng sanh mà thuộc ngã quỷ mà thuộc về tam nhân. Đó, thành ra gọi là thân vị mà tưởng vị. Đó, chứ cái chữ tưởng này chúng ta phải mở ngoặc là tâm tục sinh à, tâm tục sinh đó. Qua cái chỗ à, chính cái hữu tình này á, chính cái hữu tình này á, là không biết là còn 10 phút nữa là không biết 10 phút nữa đủ hồn. Rồi cái thứ hai á là thân vị tưởng đồng. À, thân vị tưởng đồng, thân vị tưởng đồng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng sinh đó có thân hình khác nhau nhưng mà tưởng giống nhau. Có nghĩa là có cái tâm tục sinh giống nhau nhưng mà thân hình khác nhau, thành ra gọi là thân vị tưởng đồng. Là thân vị tưởng đồng như những cái chúng sanh ở cõi Phạm Thiên Sơ Thiền đó. Thân vị tưởng đồng là có cái thân hình khác nhau nhưng mà tâm tục sinh giống nhau đó. Rồi thứ ba là thân đồng tưởng vị. Thân đồng tưởng vị có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng sanh đó có thân hình giống nhau nhưng tưởng khác nhau. Có thân hình giống nhau nhưng mà tưởng khác nhau. Giống như là những vị chư thiên ở cõi Phạm Thiên, à, cõi Nhị Thiền đó. Rồi thứ tư là thân đồng tưởng đồng. À, thân đồng tưởng đồng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những chúng sinh đó có thân hình giống nhau, có tưởng giống nhau luôn, thân hình giống nhau và tâm tục sinh đó. Thân đồng tưởng đồng là những chúng sanh có thân hình
giống nhau, có tâm tục sinh giống nhau như các vị Phạm Thiên ở cõi Tam Thiền. À, giống ví dụ như là những cái vị Phạm Thiên mà ở cõi Tam Thiền đó. Rồi thứ năm là chúng sinh không có tưởng. À, chúng sinh không có tưởng thì là các vị Phạm Thiên ở cõi vô tưởng thôi. À, ở cái này là dễ rồi. Rồi chúng sinh ở cõi không vô biên xứ là thứ sáu, là cái này chúng ta biết rồi. Các vị Phạm Thiên mà ở cõi không vô biên xứ. Rồi thứ bảy là chúng sinh ở cõi thức vô biên xứ, có nghĩa là những vị Phạm Thiên mà chứng đắc tầng thiện thức vô biên xứ. Rồi những thứ tám là chúng sinh ở cõi vô sở hữu xứ, là những vị mà ở trên cái cõi trời vô sở hữu xứ đó. Rồi thứ chín là chúng sinh ở cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ, là có nghĩa là những vị Phạm Thiên mà ở phi tưởng phi vi tưởng xứ đó. Thì khi mà nói đến chữ hữu này đó thì cũng được chia ra làm chính là như vậy đó. Chia ra làm chính rồi chúng ta gom lại, là cũng có 31 cõi thôi. Vậy thì thời gian chúng ta sinh hoạt đến đây cũng vừa đủ rồi. Chúng tôi bây giờ có giảng thêm cũng không có đủ thời gian, nếu mà giảng nhanh quá quý vị cũng nhớ. Do vậy xin được giúp lời, với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên là ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp cùng với chúng sinh trong ba giới bốn loài, quan hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả hải. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thủ chúng con cũng tri ân đại đức Phật tính đã giảng bằng học ngày hôm nay, thì chúng con nghe hiểu rõ.